Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình, và mình là Slenderman. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm những hình dạng bí mật của Rainbow Friends. Hiện tại bây giờ mình đang là Bubble. Đó, con quái vật này mình rất thích, tại vì nó có một cái dáng đứng rất là đẹp và cái tướng đi của nó nè, nhìn cũng khá là đáng sợ các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào trong đây để mình tìm thêm những cái con gọi là Rainbow Friend mới, những hình dạng mới. Đó, ở trong đây thì phải nói với các bạn là mình tìm gọi là quá nhiều rồi, cho nên là bây giờ nếu mà tìm thêm... Cái gì đây? Các bạn thấy cái gì đây không? À, một cái gì đó của hải tặc các bạn ơi. Ui, cái này là ai bị rớt nè. Cái này các bạn biết không? Cái này cái móc của hải tặc nè. Thôi mình đi tiếp đây. Đây chính là cái con gọi là Orion, nhưng mà bây giờ nó đã thành màu đen rồi, mình sẽ gọi nó là Black Friend các bạn ơi. Còn con này chính là gọi là cái gì quên mất tiêu rồi ta. Dark Friend. Đó, con này Dark Friend là phiên bản ác mộng nè các bạn. Các bạn thấy không? Nhìn hàm răng của nó là mình thấy rồi, ớn rồi đó. Ê, khoan. Slender Friend. Slenderman nè. Ui, nó tìm ở đâu được hay vậy? Các bạn thấy không? Đây là chính là Slenderman nè. Ui, có giòi 1, 2, 3, 4 cái giòi các bạn ơi. Và nó đang mặc bộ đồ này. Ui, tìm ở đâu hay vậy ta? Rồi thôi đi em ơi, let's go. Đi nào. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình đi tìm những cái mới. Hồi nãy mình vô mình gọi là mình tìm được mấy con gọi là không có, nói chung là không có xịn á. Chỗ này là Amanda nè, bạn nào không biết là vô trong đây tìm mà có liền. Ủa sao mình quay lại chỗ này chi ta? Thôi, có lẽ mình sẽ teleport đi các bạn ơi. Mình sẽ teleport đi ở đâu đây? Cái chỗ ODD này lần trước mình tìm, nói chung là có nhiều bạn nói là anh tìm chưa có hết đâu, nó còn những cái con bí mật nữa. Vậy thì bây giờ mình sẽ vô đây. Ui. Cái gì nè? Ui, nó không vô được à? À đây, cái chỗ này có đường các bạn ơi. Đây, cái gì đây? Búp bê à? Ủa? Pippi Blue các bạn ơi, là cái con này giống như con gái vậy đó. Để mình ra mình coi coi. Thầy ơi, tự nhiên đang là con trai đẹp trai vậy trở thành gái luôn rồi. Đây là Pippi Blue các bạn ơi. Mình không biết. Wow, bên kia có The Rain đang đứng đợi mình kìa. Wow, The Rain đang giang hai tay ra các bạn ơi. Ui, khoan, hình như là có Oran nữa hay sao á. Ui, hai con luôn. Nó đang làm cái gì ở đây vậy? Con Oran này nằm ở đây làm gì vậy? Chắc chắn là hai này định làm cái gì rồi bạn. Các bạn ơi, mình mới phát hiện cái con này mắc cười nữa nè. Cái con này là con Bubble, nhưng mà nó đang ở chui ở ống cống các bạn. Đâu rồi, nó mất tiêu rồi. Em mới thấy mà. Kia nữa kìa. Đây là con Bippy Bubble nè các bạn. Đây, con này nè. Nãy mình mới thấy con này nó mắc cười đúng không bạn? Đây, nhìn nè, đó. Nhìn nó mắc cười không? Và đây là cái con Bubble nè. Uầy, hồi nãy mình lấy con vịt kia mà sao lấy không được các bạn ơi. Hình như là mình lấy con đó rồi hay sao á. Trong đây coi có gì không? Từ coi coi có dấu gì ở đây không ta. Mình đang đi với mấy thanh niên này đi tìm các bạn, để xem coi biết đâu được mình tìm được cái gì sao. Chắc là không có gì thật rồi các bạn. Để rồi, khoan, chỗ này vô được không? À, cái này biết được nè. Leo này coi có gì không? Uầy, cái gì đây? Let's go. À, Bippy Oran. Con Oran gọi là phiên bản Bippy. Mình không biết Bippy gọi là cái gì các bạn nhìn đi. Cái kiểu này là nó gọi là Bippy, nhưng mà mình nhìn nó giống như cái kiểu gọi là Ero mà bị lỗi á. Đó, nhưng mà con này Oran này xấu á. Để mình xem coi mình lấy lại con này được không. Vậy là con này mình lấy rồi nè, mình không biết tên con này. Bạn nào biết tên để mình gọi là mình tìm lại nha, chứ mình không biết tên. Đây, cái chỗ này. Bippy Rin. Vậy là cái khu này là chỉ toàn là Bippy thôi các bạn ơi. Đây là Bippy Rin đây. Mình vừa mới thấy đây là Bubble Bippy nè các bạn. Đây các bạn thấy không, Bippy Bubble bên kia. Mình vô đây không được, mình sẽ đi ra ngoài để xem coi còn ở đâu nữa hay không. Mình đang cố gắng tìm thêm, nhưng mà ở đây mình thấy là không có rồi. Để xem coi có chỗ nào lấy không. Chỗ mặt tiền này. Ê, khoan. Cái gì đây? Không thấy hình. Dead Joy Friend, một con gọi là nhân vật gọi là phá hủy các bạn. Trời ơi, các bạn nhìn nè. Đây chính là cái con Rainbow Friend The Blue, nó bị gọi là hư các bạn. Nó bị phá hủy này các bạn thấy không? Trời ơi, nhìn người kìa, bị rách hết rồi, còn phải mai vá lại nữa các bạn. Khá là tội nghiệp. Trời ơi, sau lưng nó còn bị mai vá kìa. Rồi mình vô đây xem coi có gì không. Không có gì rồi. À, ý gì đây? Pokemon, quả cầu Pokemon các bạn ơi. Wow, Pikafriend, Pikachu. Yeah, từ đó xuống đây mình cho bạn coi nè. Pika. Các bạn còn nhớ không? Đây chính là tuổi thơ đấy, Pikachu. Rồi để xem. Có tiền nữa các bạn. Chúng nó có tiền. Lớp 3 friend à. Lớp 3 à, mình biết. Con này là một con mèo các bạn. Con mèo này rất là mắc tiền các bạn. Chính là con mèo này các bạn ơi, nhưng mà con này nó không có phù hợp với Rainbow Friend tí nào hết á. Tại vì nó hình vuông mà Rainbow Friend người ta hình tròn mà dễ thương lắm. Không lấy được cái này. Xem coi lấy được gì không. Ui cái này mắc kiến nè. Ơ Smart Friend. Nhìn cái mặt nó ngu gì mà kêu Smart. Các bạn có công nhận với mình là nhìn mặt nó ngu thiệt không? Đúng không? Nhìn vậy mà Smart cái gì trời. Nhưng mà đeo mắt kiến là thông minh các bạn ơi. Đeo mắt kiến là học giỏi đó. Ồ ở đây cái gì nè. Chà cái gì đây? Snow Friend. À người tuyết friend các bạn ơi. Người bạn tuyết của chúng ta. Daddy Friend. Các bạn nhìn nè. Mình vừa mới tìm được gọi là cái nón của Daddy gọi là Lonlet luôn các bạn ơi. Các bạn biết Daddy Lonlet đúng không? Ồ đây chính là Daddy Friend các bạn ơi. Daddy Lonlet Friend mới đúng. À oh hello baby. À rồi bây giờ mình đã tìm được thêm nhiều cái rồi. Chắc có lẽ mình sẽ để mình xem coi trong đây có gì không. Chắc có lẽ mình sẽ teleport đi tiếp thôi các bạn ơi. Chưa đây hết rồi. Tiếp tục là mình sẽ qua cái driver này. À driver là cái chữ lúc đầu mà. Chỗ này để mình xem coi quay lại chỗ này coi coi nó còn gì đâu. Hết rồi. Bây giờ là mình đang muốn đi tìm thêm những cái món đồ mà coi rồi. Đây các bạn nhìn nè. Body 6 muối. Mình mà tìm được con này mới xịn nè. Cái này chỉ là gọi là tốn tiền nữa các bạn ơi. Còn nếu mà mình tìm được mấy may mắn nè. Để xem coi trong đây coi có không. Trong đây nó hay đổi lắm các bạn ơi. Này mình lấy chưa? Này mình lấy rồi. Này mình lấy chưa? Này mình lấy rồi luôn. Ủa cái gì đây? Một cái vòng tròn. Ủa Angel Sonic. Ủa what? Đây là Sonic thiên thần nhưng mà là phiên bản Rainbow Friend. À cái này lần trước mình tìm được mà. À không mình thấy người ta có được chứ không phải là mình tìm. Ui rồi anh nữa à. Ừ, thôi nơi để đi tìm thêm. Cái gì đây? Bây giờ là cái này là mình lấy rồi nè. À con mèo à. Con mèo này là mình lấy rồi luôn ta. Mèo 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 mèo. Đây là Bobcat friend. Con mèo này dễ thương lắm bạn mình biết nè. Rồi ở trong đây bữa mình tìm được rất là nhiều nè. Zombie nè. Còn bên đây là Rainbow Friend ba đầu nè. Đó. Ui chỗ này mình tìm cũng hết sạch luôn rồi. Còn đâu nữa. Hết luôn rồi. Mình đã tập hợp 500 anh em lại tìm phụ mình rồi các bạn ơi. Quá đông luôn các bạn. Đấy. Bây giờ là mình sẽ. Wow. Ở đây các bạn thấy có đủ bộ luôn nè. Con này là Yellow nè. Con này là Green nè. Con này là Bubble nè các bạn thấy không. Rất là nhiều con luôn. Thôi bây giờ mấy em đi thôi anh. Let's go anh chỉ cho. Bây giờ mình đang cố gắng đi tìm thêm là những con mới. Mình mới được tụi nó nói á. Là ở trong đây nè. Có một cái con đó là hả Rainbow Doors. À các bạn biết không. Là đo trong 100 cánh cửa đó. Đó là những nhân vật trong 100 cánh cửa bạn ơi. Mình sẽ cố gắng đi tìm xem coi là nó ở đâu. Mà thấy cái kiếm này không. Cái kiếm này bữa mình lấy được nè. Sao nằm ở đấy. Bó tay luôn á. Ý. Các bạn nhìn cái gương mặt con này quen không? Đây chính là cái con trong đo nè. Yes. Con này tên là Shh. Đó, Shh các bạn, nó tên là Shh. Shh Friend. Dành cho bạn nào không nhìn biết hình dạng của cái con này. Nó chính là một cái đầu như thế này thôi. Và nó có một hàm răng rất là ghê luôn các bạn. Nó cười lúc nào nó cũng cười hết á. Mà mỗi lần nó đứng sau lưng mình nó sẽ Shh. Nếu như mình quay lại không nhìn kịp á là nó sẽ bắt mình nha các bạn. À, rồi, mình đã tìm thêm được rồi. Ủa, sao cái kiếm này lại cái đây nằm nữa? Ảo vậy. Bó tay luôn các bạn. Hello The Rain. Nhìn tôi nè. Thấy chưa? Thấy tôi chưa? Tôi là gọi là Rainbow Door nha. Hay là gì ta? Door Friend nè. Không biết gọi tên là gì hết. Ơ à Plumber Friend. Đây là Mario các bạn. Sao thầy giáo 3D mà lại không cầm cây thước ta? Này cầm cây thước mới được ha. Rồi thôi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp coi. Ở đây còn gì nữa nè. Ui mình tìm được nhiều quá ta. Mà sao mình lấy không được ta? Ui tôi mới tìm được chỗ này đó. Đừng có bị lắc nha. Mình không hiểu tại sao ngày hôm nay rất lắc các bạn. Đó. Thôi kệ đi lấy không được lên. Chắc là mình lấy rồi chứ không phải lấy không được đâu. Ui cái này nước à. Ui Sun. Sun Friend các bạn ơi. Yes. Oh yeah. Mình tìm được cái hang này rồi. Đâu để xem coi Sun Friend là như thế nào. Đây mới đúng là Sun mà mình yêu thích này các bạn ơi. Nó sẽ có những cái luồng ánh sáng. Nó chiếu vô rất đẹp luôn các bạn thấy không. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp thôi. Để xem coi ở trong đây có gì không nào. Ui ở đây có một cái mắt nè. Ủa mình lấy được à. Lấy được không. What. Figu. À cái này ở trong đo nè các bạn. Cái con nhân vật này trong đo này. Nhưng mà trước tiên mình sẽ cho bạn thấy được Sun như thế nào. Wow. Anh Slend. Đúng anh rồi nè. Đây anh cho em coi nè. Hello em. Ui giời ơi. Bây giờ mình sẽ cho nó coi Rainbow Friend Doors. Cái con này chính là cái bức tượng ở trong gọi Doors nè các bạn. Các bạn thấy không. Nó có một cái hàm răng rất là ghê luôn các bạn ơi. Quá ghê. Từ từ bây giờ mình sẽ trở về cái chỗ này. Đó. Các bạn sẽ nhìn rõ cái hình dạng của nó hơn rất nhiều luôn. Ui. Thấy chưa. Quá ngầu luôn đó các bạn. Các bạn đã nhìn thấy rõ được hình dạng của gọi là Rainbow Sand chưa? Đó, nó đây. Rồi, nãy giờ mình tìm cũng nhiều rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thấy đừng quên để cho mình like, một đăng ký, chia sẻ và xem comment cao nếu các bạn là fan chính muốn ủng hộ mình nha các bạn ơi. Bạn nào muốn mình tìm tiếp á